Ok, xin chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của CWAT Authentic. Chào trực tín, sống trọn đam mê. Và nếu như lần đầu tiên anh em đến với kênh thì bên em chuyên mua bán trao đổi những chiếc đồng hồ chính hãng qua sử dụng hoặc săn sale với mức giá cực kỳ tốt để anh em chơi, trải nghiệm và sưu tầm những cái chiếc đồng hồ chính hãng với mức giá tuyệt vời và tình trạng còn rất là đẹp. Và nếu như anh em có nhu cầu, hãy liên hệ với em với số hotline là 0828 91522 hoặc nhắn tin cho vào số Zalo là 0973 816172 nhé. Đây sẽ là cách nhanh nhất để em tương tác, hỗ trợ và tư vấn cho anh em về những chiếc đồng hồ anh em quan tâm. Và hôm nay thì em sẽ lại có một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Inox. Và sau khi bán rất là nhiều những cái chiếc đến từ Inox này thì em thấy là cái phản hồi của khách hàng về cái thương hiệu này rất là tốt, mức giá tốt này, thiết kế đẹp, lạ mắt cùng với cả một cái bộ máy ổn định, bền bỉ. Và hôm nay thì em lại có một chiếc tình trạng siêu lướt. Đây. Đó, để em quay cho anh em xem tình trạng siêu lướt nhá. Rất đẹp để giao lưu với anh em với mức giá cực kỳ tốt để sở hữu một chiếc Inox Thụy Sĩ chính hãng như thế này. Bây giờ thì em sẽ lên cho nó vài cái cót tay, bởi vì đồng hồ thì sẽ đang được trưng bày ở trong hộp. Đó, nên là nó không chạy nhá. Khi mà em lên vài cót tay thì đồng hồ sẽ liên tục hoạt động. Anh em nhìn thấy ở cái bộ cân bằng ở đây. Và chiếc này là một chiếc automatic 100%. Tuy nhiên là với bộ máy đến từ Thụy Sĩ thì chúng ta vẫn sẽ có hỗ trợ chức năng lên cót tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đó, rất là đẹp, một cái thiết kế thanh lịch, đa dụng, trẻ trung, khỏe khoắn, tinh tế và rất là lôi cuốn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ về đài hồ chiếc này. Chúng ta đang có một chiếc Inox Les Fauber. Một cái chiếc này có đường kính bề mặt là 40mm. 40mm và cái phần lắc tu lắc này nó thẳng ra. Thế là yêu cầu anh em tay không bị nhỏ thì mới chơi được chiếc này nhé. Ít nhất phải bằng tay của em Long thì đeo chiếc này trên tay mới ổn được. Và tất nhiên rồi, phía ngoài thì chúng ta sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối rất là trong trẻo và đẹp mắt, bảo vệ cho cái vẻ đẹp của dial. Vậy dial chúng ta thì là một cái thiết kế dress watch thanh lịch, nó có một chút gì đó pha trộn giữa một cái chiếc đồng hồ đa dụng. Chúng ta sẽ có những cái kim được hoàn thiện phải nói là đỉnh cao, anh em thấy không ạ? Một cái thiết kế rất là tuyệt vời cùng với độ hoàn thiện đỉnh cao của Inox ở đây. Hai cái kim giúp phút và kim giờ làm cực kỳ sắc nhọn và được làm bóng hai bên. Đó, khi mà ánh sáng đi qua thì bắt sáng cực kỳ tốt, còn kim dây cực mảnh chuyển động liên hồi. Đó, anh em thấy không? Nó chuyển động theo cái bộ cân bằng đang hoạt động ở góc 12 giờ. Đây chính là cái điểm thu hút nhất trên mặt đài của đồng hồ. Và tất cả anh em chơi đồng hồ cơ thì đều mong muốn được ngắm nhìn cái bộ máy tuyệt vời của nó. Và Inox đã cho phép chúng ta làm điều này trên mặt dial với một cái sắp dial hình rẻ quạt lộ ra cái bộ cân bằng. Đây chính là cột bộ cân bằng, hay là anh em hay gọi là dây tóc cân bằng. Đó chính là cái bộ phận mà quyết định cái độ nhanh chậm này hay chính xác của đồng hồ, và cũng chính là nơi chứa cái viên chân kính đẹp nhất, to nhất, màu hồng ánh tím rất là tinh tế ở đây. Và chúng ta có thể quan sát được cái bộ máy hoạt động. Đây là trái tim của máy hoạt động đập liên hồi, cung cấp những cái dao động rất là tuyệt vời của bộ máy đến từ Thụy Sĩ anh em nhé. Đó, những cọc số của chúng ta chính là những thanh kim loại được làm hoàn thiện với độ hoàn thiện hết sức là cao, đính nổ trên mặt dial, tạo cái vai đầu dial rất là tinh tế. Và những cái kim này, những cái cọc số này cũng bắt sáng cực kỳ tốt này. Góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có cọc số đôi để tạo điểm nhấn, còn lại sẽ là các cọc số đơn. Logo của Inox hình đồng hồ cát và dòng chữ automatic, bộ sưu tập Les Fauber Open Heart và chuyện Swiss Made danh giá. Đó, ở phía bên này chúng ta sẽ có núm chính của đồng hồ. Đồng hồ của chúng ta thì anh em thấy là nó sẽ đồng hồ sẽ hoàn thiện bóng rất là tinh tế, có một cái bezel siêu mỏng tạo cảm giác là cái dial là chúng ta nó tràn ra vô cực vậy, rất là nổi bật khi mà đeo trên tay anh em. Đó, logo của đồng hồ cát ở trên núm. Và một cái chiếc này thì sẽ đi cùng với bộ máy cũng rất là tuyệt vời. Chúng ta đang quan sát được cái bộ máy Inox Automatic có 26 chân kính, hoạt động tần số dao động là 28.800 VPH và tích cót tối đa đến 40 giờ anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy là ở đây thì sẽ có tên của bộ sưu tập này, Les Fauber 1685. Đó, một cái thương hiệu rất là lâu đời, có nhiều lịch sử, có nhiều năm lịch sử hoàn thiện đồng hồ. Thế là anh em sẽ yên tâm về cái chất lượng của bộ máy này. Bộ máy của chúng ta thì sẽ chống nước 50m. Đó, đồng hồ làm hoàn toàn bằng thép ốp đặc không gì, kính sapphire và automatic. Đó, đây có chứng nhận nhé, Century of Swiss Made, Swiss Making. Đó, em thấy không ạ?
rất là tuyệt vời, mã Senember ở đây. Và một cái chiếc như thế này ấy, thì nó sẽ đi cùng cái bộ dây. Cái bộ dây phải nói là rất đặc biệt. Cái bộ dây của chúng ta thì làm rất là trẻ trung nhé, khỏe khoắn, và sẽ có một đường chảy xước to này, cùng với cả hai cái đường hoàn thiện bóng hai bên, rất là đẹp. Anh nhìn thấy không? Từng cái đường chảy xước vẫn còn rất là mới, rất là đẹp. Khóa có logo của Inox luôn. Đó. Đây, trên khóa được chuyện rất là nhiều các cái vân xoáy đẹp mắt. Ok, bây giờ thì em sẽ đeo lên cổ tay để anh em có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc này. Với một chiếc size 40mm như này, đeo trên cổ tay rất là ổn anh em nhé. Đại đa số cổ tay anh em đều chơi được. Tay em từ khoảng 17,5 đổ lại đến 15,5 như em. Đeo trên tay cực kỳ là đẹp mắt. Một chiếc đồng hồ thép thôi được hoàn thiện với cái chất thép tuyệt vời này, độ hoàn thiện cao, cùng một cái thương hiệu lâu đời đến từ Thụy Sĩ, bộ máy ổn định tuyệt vời, thì chiếc này em đang giao lưu với em giá rất là tốt, chỉ 10.500.000 cho một chiếc Inox này thôi ạ. Rất đẹp, rất tinh tế, rất sang trọng, trẻ trung, kết hợp với được nhiều loại trang phục, và sẽ là một điểm nhấn tuyệt vời thu hút mọi ánh nhìn khi mà mọi những người khác ngồi đối diện với cổ tay của anh em nhé. Và nếu anh em thích chiếc này, hãy liên hệ ngay với em với số hotline, số Zalo 0973 816 172 nhé. Cảm ơn anh đã xem video, nhớ bấm nút đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm một cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một cái sản phẩm nào bên nữa cả. Xin chào và hẹn gặp lại.